Bây giờ thì chúng tôi đang trên đường đi ra, thì cái con đường này thì nó ok. Cái con đường này thì nó nói chung là cũng có tuyết có đất bình thường, thành ra là đi được. Thì bà đi bà cũng không sợ cái chuyện này. Nó nói bà leo núi một đoạn khá cao rồi. Chụp ảnh cho bà cũng được. Đây, bà đây. Bà muốn nói gì với gia đình không? Mọi người nên đi ra ngoài. Mọi người nên đi ra ngoài. Bà nên bà muốn nói gì với cả ông nhà không? Nên đi sang Mỹ chơi. Sao nên đi sang Mỹ chơi? Để lúc nào con sẽ gửi cho ông già xem cho bà nhá. Mà ok, bà thích đứng ở đấy thì ok thì bà vào đấy rồi con cho là cái kiểu. Wow, được đấy bạn, chỗ này được đấy. Thôi được rồi, hay là con quay phim cho bà thôi, con không chụp cho bà nữa nhé. Quay phim cho bà về xong rồi về sau lấy cái ảnh nó dừng lại thì mình vẫn chụp được bạn. Đây. Thôi được không bà? Quá được. Bà dừng lại một chút nhá, bây giờ bà dẫn con đi khắp nơi, con mệt đấy bà. Rồi bà nhìn đây nè. Tắt video đi này.